bé biết được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền với sự tết bánh chưng, bánh dày với cành đào, câu đối đỏ. Đồng thời giáo dục tình yêu quê hương đất nước thông qua các món ăn ngày Tết, phong tục ngày xuân. Một phiên chợ quê ngày Tết được tái hiện ngay giữa sân trường, trường mầm non Hồng Nhung. Một không gian thật gần gũi trong ký ức của ông, của bà và của các thế hệ đi trước. Nhưng với trẻ ở bậc học mầm non thì lại khá xa lạ. Dưới mái lều chợ đơn sơ là đủ thứ quà quê, đặc sản trong vùng, là bánh chưng, bánh dày, bánh đúc và cả những vật dụng rất đỗi quen thuộc với người nông dân Việt Nam như cuốc, sẻng, thúng mùng dần sàng. Tất cả đều khiến các bé tò mò và thích thú. Hồi chợ quê, con được gói bánh chưng và chơi các trò chơi trong dân gian ạ. Con biết được một phần về chợ quê của ông cha con ngày xưa ạ. Ngoài những gian hàng ngày Tết như gian hàng ẩm thực, thực phẩm tươi sống, gian hàng lưu niệm, gian hàng nước, thư viện, các bé còn thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách qua gian hàng tình thương. Các bé tự tay quyên góp những món đồ nhỏ, tặng lại cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hình thành nhân cách và giáo dục trẻ từ những việc làm như thế này được các bậc phụ huynh đồng tình và đánh giá cao. Cái chương trình mà làm rất là có ý nghĩa, bởi vì giáo dục cho các cháu từ khi mầm non, các cháu đã hiểu được cái truyền thống của ông cha ta, nhất là các cái mặt hàng, các cái sản phẩm. Bởi vì các cháu ngày nay trong cái thời đại hiện đại thì có thể là nhất là những các cháu sống ở thành phố mà các cháu hiểu được cái truyền thống của ông cha, tất cả những cái sản phẩm nông sản. Việc tạo dựng một phiên chợ ngay trong khuôn viên trường để cô và trò tham gia là hình thức giáo dục trực quan cho trẻ em về chợ truyền thống, bồi đắp vốn hiểu biết văn hóa Việt, giúp trẻ phát triển toàn diện, hình thành cho trẻ kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp. Trường mầm non Hồng Nhung tổ chức chợ quê cho các bé với mong muốn là tái hiện lại khung cảnh chợ quê ngày Tết cho các bé, hình thành cho trẻ và cung cấp cho trẻ một vốn kiến thức về thế giới xung quanh và giúp trẻ phát triển toàn diện và tăng cường và ngôn ngữ cho trẻ. Phiên chợ quê ngày Tết của trường mầm non Hồng Nhung chắc chắn sẽ trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em và cũng thêm một lần nữa nhắc nhở trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh và xã hội về việc chăm lo và giáo dục truyền thống cho con trẻ.